Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai 15 Tây tháng Giêng năm 2024. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SPTN. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày hôm nay tức là ngày hôm qua, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi như tái xuất hiện trong cái cuộc họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15. Ông bước đi vô phòng họp đi với cùng với tam trụ khác, đó là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, và Phạm Minh Chính, Thủ tướng, đi rất là yếu, uống thuốc mê, chích thuốc mê gì đó nhiều quá. Đó. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái tin này, ngày hôm qua cũng gây chấn động trong cái giới truyền thông cũng như người Việt Nam, thì phải kể lại quý vị là đầu tiên là ngày 11 tháng Giêng, hãng thông tấn Reuters của Anh đưa cái tin này, nói là ông Trọng vắng từ ngày 26 tháng 12 trong lúc có lo ngại về sức khỏe của ông. Ông đã không tiếp cái ông thủ tướng Lào và không tiếp cả tổng thống Indonesia sang thăm Việt Nam, mà cả ông thủ tướng Lào lẫn ông tổng thống Indonesia thì gặp tam trụ. Thường là người ta phải gặp tứ trụ, nhất là Lào là nước anh em nữa đó. Và lần cuối cùng ông Trọng xuất hiện là cái ngày 26 tháng 12, là ông tiếp cái ông chủ tịch đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật, và ông dự cái đại hội nông dân toàn quốc. Sau đó là biến, không thấy nữa hơn 2 tuần lễ. Thì hãng thông tấn Reuters đưa tin như vậy thôi, thì khoảng là 4 hoặc 5 năm cái hãng tin khác trên thế giới họ trích lại nguyên văn. Nhưng mà sau đó Reuters bị mất. Đến tối ngày 11 Reuters mới tái xuất hiện lại cái tin đó. Câu chuyện như vậy. Thì trong lúc đó thì Việt Nam hoàn toàn không nói gì cả. Reuters cũng gọi đến Bộ Ngoại giao Việt Nam hỏi về tình hình sức khỏe của ông Trọng thì họ không trả lời. Bởi vì sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam là theo luật Việt Nam là bí mật quốc gia. Nhưng mà sang ngày 12 thì hãng Bloomberg đưa tin là ông Trọng vào bệnh viện. Và họ trích hai nguồn, hai cán bộ cho họ biết giấu tên. Nhưng mà họ không biết mức độ nghiêm trọng như thế nào. Đã. Thì sang ngày 13 thì tự nhiên một cái trang Facebook của công an tỉnh Vĩnh Phúc bác bỏ cái tin ông Trọng vào bệnh viện cũng như qua đời. Xin bác thật cho coi cái laptop của tôi đây. Đây là cái, đây chúng ta thấy nguyên cái hàng chữ này đây. Đây, để cho quý vị coi này, công an tỉnh Vĩnh Phúc này. Mạng xã hội TikTok, các trang báo phản động đang xuất hiện các thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, quý bạn đọc nhân dân lưu ý. Nhưng mà đến ngày 14, tức là ngày hôm qua, thì cái status này của Facebook của công an Vĩnh Phúc bị kéo xuống. Và đến ngày 15 thì ông Trọng xuất hiện ở lại cuộc họp Quốc hội. Thì đó là những nguyên ủy vấn đề, nó là ra như thế. Thế thì thưa quý vị, khi mà không thông báo cái chuyện mà bệnh ấy, là bí mật quốc gia mà, thì người ta có quyền đồn, dân chúng họ đồn là ông Trọng chết, ông Trọng qua đời. Tại sao đồn? Nó có những lý do. Thứ nhất là ông tuổi cao, sắp sửa 80 tuổi. Thứ hai là năm 2019 ông từng bị tai biến. Thứ ba là gần đây ông tiếp xúc nhiều với lãnh đạo mà trong đó dân Việt Nam rất là tin dị đoan, dân Việt Nam trong nước á. Và cả ngoài nước họ đều có những thuyết âm mưu, bảo là ô, giống như trước đây Nguyễn Bá Thành bị đầu độc chết, Trần Đại Quang bị đầu độc chết, và bây giờ ông Trọng vừa mới gặp Tập Cận Bình hồi tháng 12 có thể bị đầu độc chết. Đó là những cái mà mạng xã hội nói, tất nhiên không có bằng cớ. Nhưng mà càng để lâu á, thì mạng xã hội họ càng bàn. Thì họ bàn như vậy á, thì thưa quý vị, cho nên ngày hôm qua khi mà để ông Trọng tái xuất hiện, chúng ta thấy là ông đi không có vững lắm, nhưng mà vẫn phải có tái xuất hiện để mà xóa tan những chuyện đó. Bởi vì Việt Nam họ rất tin dị đoan, mặc dù họ là cộng sản. Nó có những dấu hiệu mà họ tin dị đoan. Ví dụ, ngày 14, một cái tòa nhà ở Vịnh Nha Trang, ngay cảng Nha Trang mà làm cái đường dây cáp đi qua đảo Chí Nguyên, mà của công ty Vingroup đã bị sập. Không biết có bao nhiêu người chết không, nhưng mà tất cả các báo khi đưa bản tin lên sau đó bị kéo xuống hết. Bị kéo xuống hết. Thì quý vị biết rồi đó, người ta tin dị đoan nữa. À, như vậy sập, như vậy là có người sập. Tất nhiên cái chuyện tin dị đoan là chuyện vớ vẩn, nhưng mà đó là cái suy nghĩ của người dân. Tôi không nói là cái đó nó sập sẽ làm ông Trọng sập. Tôi không nói đấy, nhưng mà có cái suy nghĩ đó.
Thành ra là cho trọng tái xuất hiện. Và khi tái xuất hiện mình biết ngay cái mục đích của truyền thông nhà nước được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo. Chúng ta thấy ngay. Bây giờ tôi chứng minh cho quý vị luôn. Có ba cái trang web mà người ta coi nhiều nhất ở trong nước. Đó là VN Express, Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Xin mang kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi đây. Họ chạy cái tựa này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội. Đó là VN Express, Tuổi Trẻ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội. Đó là Thanh Niên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5. Chúng ta thấy không? Họp Quốc hội kỳ này là có 4 vấn đề quan trọng, trong đó luật sửa đổi luật đất đai, sửa đổi luật tài chính, tín dụng và đặc biệt là sửa đổi một số cái vấn đề đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế. Họp Quốc hội bất thường nó quan trọng nhưng mà đây họ chạy cái tin là Nguyễn Phú Trọng quan trọng hơn. Nào, bác sẽ coi lại cái laptop của tôi. Cái chữ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 6 chữ này nó đi đầu của cả 3 trang web luôn. Để chúng ta coi này, thấy chưa? Như vậy là ông Trọng là nhân vật chính, nhưng mà Quốc hội nhân vật chính. Như vậy rõ ràng muốn nhấn mạnh cái chuyện này. À, đây là dùng cái cuộc họp Quốc hội này để cho mọi người biết là ông Trọng chưa chết, theo như tin đồn. Đó. Họ không bác bỏ cái chuyện bệnh viện nha, vô bệnh viện nha, hãng Bloomberg họ nói là chính xác, bởi vì họ có hai cái nguồn là cán bộ báo cho họ. Rồi quý vị coi hình ảnh nhé. Hình ảnh này, VN Express này, ngoài cái phim này thì tôi không kể nè, chiếu là ông Trọng này kia, chúng ta coi hình nhé. Thứ nhất, hình đầu tiên là ông Trọng nè, hơi xa với ba lãnh đạo kia, thứ trụ. Hình thứ hai cũng có ông Trọng gần kế với ông Võ Văn Thưởng. Hình thứ ba ông Trọng chụp gần, chúng ta thấy cái mặt không? Hình thứ tư thì cũng có ông Trọng đó, nhưng mà ngồi xa ra tất cả những cái này. Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, đó là 4 tấm hình, thì đó 3 tấm, 4 tấm hình đều có ông Trọng và 3 tấm là ông Trọng chụp gần. Tờ Tuổi Trẻ y chang. Tấm đầu tiên chụp ông Trọng gần. Tấm thứ nhì chụp ông Trọng với ông Thưởng. Tấm thứ ba thì chụp ông Trọng ngồi xa với lại những người đại biểu khác. Đó, chúng ta thấy. Thế giờ 3 tấm thì 2 tấm tập trung ông Trọng. Còn tờ Thanh Niên cũng là ná như vậy luôn. Cho quý vị coi luôn. Tấm đầu tiên ông Trọng chụp vẫy tay chào cùng với thứ trụ, tam trụ là giống như tờ VN Express. Hình thứ hai cũng ông Trọng với ông Thưởng. Hình thứ ba ông Trọng hơi xa xa với những người khác. Hình thứ tư, ông Trọng hơi gần gần với những người khác. Hình thứ năm, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Đúng là ông Vương Đình Huệ là cái người là chủ nhà thì đáng lẽ phải có tấm, mà hai tờ báo khi không có tờ báo thì nên cho ông tấm rồi. Tất cả đều tập trung vào ông Trọng. Thì quý vị thấy đó, cái tựa bài ấy, họp Quốc hội nó quan trọng hơn. Đáng lý là Quốc hội họp kỳ năm bất thường, giải quyết các vấn đề quốc gia. Ví dụ cái đó mới là quan trọng. Nhưng không, họ dùng cái chuyện Quốc hội để cho mọi người biết là ông Trọng chưa chết như người ta đồn. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh và cái cách họ đưa tin, cái tựa là biết ngay. Tức là ông Trọng là nhân vật chủ thể, chứ không phải là Quốc hội. Đó là những gì xảy ra, thưa anh Long. À, nói theo ngôn ngữ chuyện trưởng là xuất quỷ nhập thần. Anh Long có nghĩa là tung hành tung của chúng tôi là vô cùng bí ẩn. Yeah. À, trong trường hợp này thì cũng có một vài điều chúng tôi cũng thấy qua cái chuyện mà ông Trọng vắng mặt. À, một thời gian có thể là ông bệnh, chúng ta không biết, đó là cái sự dự đoán và truyền thông của Tây Phương cũng đưa về cái chuyện này. Anh vô bệnh viện để làm gì? Thì để thứ không tại vì anh nói là có thể bị bệnh, tôi phản biện cái đó. Thì ông đi vắng, ông đi không. Vắng và tôi nói thêm là truyền thông Tây Phương đưa ra cái chuyện là ông đi vào bệnh viện đúng không? Ừ. Mà bên phía nhà nước Việt Nam không có phản bác chuyện đó. Đúng rồi. Dạ, họ không phản bác. Đúng rồi. Họ chỉ đưa ông xuất hiện. Họ không phản bác chuyện là người ta đưa tin ông bị bệnh. Ok, rồi ông xuất hiện. Cho nên khi không phản bác thì có thể là chúng ta có quyền nghĩ là như vậy. Tuy nhiên cái chuyện này nó có một vài vấn đề chúng tôi thấy cũng khá là thú vị. Ở bên ngoài này chúng tôi gặp cũng khá nhiều người để mà cũng quan tâm đến chuyện này. Nhiều người thì cứ nói rằng chúng tôi có những nguồn tin rất là đặc biệt. Thế này thế kia. Nói rằng là ông Trọng đã coi như là xong rồi. Thì qua chuyện này chúng tôi cũng chỉ nhắc cho quý vị là chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta bình luận. Chúng ta chỉ nên dừng ở một cái mực rằng là đây là những gì mà chúng tôi chỉ là những cái sự suy đoán. Chứ nếu mà chúng ta khẳng định một cái chuyện gì đó mà chưa chính thức, chúng ta cũng không có thể nào mà chúng ta xác định được cái câu hay là cái lời của mình nói về cái vấn đề sự thật. Khi mà chúng tôi nghe những chuyện này thì chúng tôi cũng gật đầu cho nó qua.
Tại vì nhiều người nói khẳng định quá thì tôi cũng à ha như vậy thôi, chứ chúng tôi cũng không có nói rằng là chúng ta cũng không có xác định được cái việc này cho đến khi nó chính thức nó được diễn ra. Thì qua cái chuyện này chúng ta thấy hình như cái bệnh này không phải chỉ là ở các nước cộng sản che giấu, hình như Tây phương cũng có phải không anh? Không anh, Có chứ, không có người đi vào bệnh viện không nói câu nào hết, ồ giấu luôn, ồ giấu ồ luôn, ồ cái đó khác ạ, à. Cái đó khác ạ, giấu luôn, không có kể gì hết cái đó khác ạ, à, à. Tôi nói anh lần khác thứ ba, xa cái đó à. khác nha. Rồi mời 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 Cái đó là cá nhân người đó giấu, cái à. chủ trương nhà nước không giấu. Anh phải bất biên được rõ nè, Việt Nam và một số nước trên thế giới, tôi không biết có nước nào không, mà Việt Nam rõ ràng sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, anh không được tiết lộ, đó là luật. Anh thích không thích cái chuyện đó là khác, còn là Mỹ không có luật đó, còn anh tự anh giấu lại là chuyện khác, được chưa? Rõ ràng hai chuyện, người nào mà so sánh chuyện ông Trọng với ông Lloyd Austin, tôi biết thẳng là anh nói chuyện ông Lloyd Austin đó là sai, sai lầm hoàn toàn. Ông Lloyd Austin cá nhân ông giấu chứ chính phủ Mỹ không giấu, chính phủ Mỹ không có luật giấu sức khỏe của lãnh đạo. Tôi không có so sánh, Không không, tại vì anh nói, tôi không so anh nói sánh người cái ta hiểu người lầm. thừa, cái người cái người cấp dưới. Tôi nói hàng lãnh đạo có người đi vào chỉ soi ruột thôi Thì mà anh, cái đó cũng là do chủ trương của ông đó chứ không phải do chủ trương chính phủ. Bây giờ bất kỳ ai đi chăng nữa giấu là cái đó là ở nước Mỹ là anh tự giấu chứ luật không có giấu. Ở Việt Nam nói rõ ràng là luật của Việt Nam sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia. Đó, anh không thích thì đi nước khác ở. Đó. Nhưng mà cái chuyện đó nó còn một số chuyện đó tôi phải nói rõ, và nhiều khi có thể là quý vị hiểu lầm. Tôi sẽ phân tích tiếp sau phần quảng cáo, xin quý vị đừng rời màn hình FPTN.